Rồi, quá hấp dẫn, quá trời thơm luôn rồi. Trên đó được mấy xiên rồi chị? Trên đó là được 6 hả chị? Cái giá này đây. Cái bánh thịt em. Cái nồi tàu hũ bên đây nè cô chú ơi. Ôi, wow. Đang sôi sùng sục luôn. Cái cẩm có chừng nóng nha. Nhìn hấp dẫn quá chị ơi, nhìn mấy cái hạt bắp kìa. Hôm nay thì ba chị em con sẽ bán những cái món gọi là thập cẩm luôn cô chú ơi. Vừa có chay, vừa có mặn luôn. Vừa có nướng, vừa có nước mà vừa có chiên. Đầu tiên ở bên đó thì chị ba đang chiên đó là món bao tử cá dụng thịt chiên giòn. Món này thì các bé nhỏ đều rất là thích luôn. Ở phía trong thì sẽ có được một cái bao tử cá nè. Ở trong nữa thì sẽ có cái nhân thịt kèm với cà rốt. Với lại bắp nữa. Mình áo một lớp bột chiên giòn cái mình chiên lên rất là ngon luôn. Kế bên nữa thì sẽ có một cái tô hột vịt rửa. Cái món này thì mấy cô ở đây rất là chuộng luôn. Hôm bữa bán rất là đắt luôn á cô chú. Hộp vịt giữa ăn sình 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 sệt gì nè, rất là ngon. Tiếp theo nữa thì sẽ có một cái nồi tàu hũ luộc đã được nêm nếm gia vị sẵn rồi. Ai ăn thì mình sẽ múc cho khách hàng thôi. Tiếp theo nữa thì bé Cẩm đang nướng cái phần thịt nướng nè cô chú. Đầu tiên thì sẽ có là cái xiên bò. Chị Hằng biết cái này là cái gì không? Món này thì được gọi là mình đi lấy công thức từ ở chị Tôm về á cô chú, thì là ớt dùng thịt rồi mình nướng lên rất là ngon luôn. Dạ đợi con một chút xíu nha. Cái gì thằng giấy mày vô mấy cô ơi, nhanh tay con, chậm tay là hết nha. Bán chưa? Dạ bán đây, bán rồi. Con mời cô chú lại mình xem cho mình muốn ăn món gì, con bưng xuống nha. 20.000 dạ. Bao tử. Dạ. Nãy ông nói cái này có chấm nước chấm gì không con? Dạ có, có nước chấm dạ, luôn. Có nước chấm hả? Luôn. Hai con hết luôn. Hai con hết nữa hả? Wow, hai con hết luôn. Nè bé Cẩm ơi, em đừng ớt cho chú với. Dạ khoan, bây giờ con bán cho cô chú. Cô lấy gì cô? 4 cây. 4 cây. Ớt đã nướng rồi hay gì? Dạ nướng lại chị. Cái này là mới nướng luôn. Mỗi cây xuyên qua thì mấy chị em con bán là 5.000 á cô chú. Bé Cẩm ơi, em thu tiền giúp chị với nha. Rồi. Đây một phần bao tử. Của chị nào nãy nè. Mừng nhà bao tử nữa. Dạ. Nó mua 10 cây bò hả? Dạ. Thêm ba tương ớt với tương. Của cô là chỉ có 4 xiên này thôi cô. Dạ có nước chấm. Mười cái bò là bao nhiêu tiền? Dạ 10 cây 5.000 cây. Thấy không? 50.000. Đúng rồi. Ở đây nè. Bò tử nữa nó 10.000 gì? Bò nãy 2.000. 10.000 bò tử nè. Nãy bò tử. Bỏ vô cho nó dở cho con luôn. Rồi 10 cái bò. Ông Năm là bò tử không kiên đúng không? Không kiên. Rồi để khoái cái hộp gì ơi, đưa hộp đi. 10 cây bò, bỏ bỏ tiền đi luôn nha. Dạ 10 cây bò, ông Chính đợi lấy giùm con với nha. Để nó điềm Chính để tiền. 5.000 cái gì? Dạ đúng rồi. Rồi đó. 10 cây bò lấy cho ông Chính nè. 10 cây bò. Năm để xíu nha. Ba cây bò với con ớt nó thơm. Rồi. Lấy nước xương con Nhạn ơi. Dạ. Dạ chị đợi em chút xíu. Chị ăn gì chị? Chị ăn gì đang em đấy? Chị lấy đồ chấm là lấy gì chị? Chấm bao tử cá ha. Bao tử cá thì mình sẽ ăn xương ớt. Chấm gì? Chấm gì? Cho chị cái dĩa cả. Em mua này 30.000 cho tôi nghe. Tôi mượn nha chút một cái. Ở phía bên này thì con có chuẩn bị một cái bàn là toàn là đồ chấm mà cô chú ơi. Thì các cô muốn ăn gì thì con sẽ phục vụ theo yêu cầu luôn. Cái này là bao tử nè, là để riêng. Còn cái đó là hai con ếch là để riêng. Hai con ếch này để nước chấm cho ông. Rồi. Bao tử cá còn nhiều ít nè. Còn có 20.000 bao tử cá đó thôi. Dạ con cảm ơn chú. Lấy tiền gọi chị. Mà giờ là tới ai bé Cẩm ơi? Dạ chị Kiều, ba cái xiên đó đó với con ếch nè.
Rồi ông chín thì 10 xiên lấy rồi phải không? 10 xiên lấy rồi. Rồi. Dạ. Đang chiên bà chín này. À bữa cũng đang chút nè. Rồi, đang chiên. Chiên cho bà chín 50 ngàn bà bảy. 20 ngàn trước đi. Rồi, chờ con. Đem cái hộp đi. Cái phần nước nước chấm hôm nay mà mình sẽ ăn kèm với đồ nướng là cái phần nước chấm mà được pha sẵn này cô chú sền sệt chấm rất là ngon luôn, thì con cũng đã vô hộp sẵn để cho cô chú dễ mua. Rồi của chị Kiều là đủ nước này đó, bỏ em đi. Hồi nãy khoai nhưng mà giữa khoai mà chín này. Chả chả nha chị. Chính ơi, ai ăn hộp thịt giữa? Đây, năm hộp thịt giữa đây. Cho chị cái hộp của khoai. Đây, hộp đây. Chị đợi em với. Chị Kiều ơi, em gửi được ăn. Dạ, 4 ngàn một hộp. Dạ. Là 4, 5 hộp, 20 ngàn phải không? Dạ. Rồi, còn 5 phía dưới con còn nợ ai món gì không mấy cô ơi? Bà tử đang chiên. Cái này là tiền hộp thịt không chứ? Rồi, tiền hộp thịt nè. Rồi, con biết đâu gặp tiền bà tử luôn. Cho cái bà chị. Cảm ơn khách, cảm ơn. Bọc bên đây nè, bọc lấy bọc tử bên này. Con nợ ông chính bao nhiêu tiền ông chính? Không có, cái này là... Dạ đủ rồi phải không? Đủ luôn á, trang luôn rồi đó, không có nợ đó. Cho miếng cầu găm với miếng muối. Không dịch. Dạ. Cho bọc vô luôn. Để bọc hả? Ừ. Nè chị, bọc nè. Chính ơi chính, chạy cho bà ba thì chính ơi chính. Khoan, từ, chỉnh hối. Dạ rồi, ở dưới con nợ ai chị là 50 ngàn. Chị hai miếng tàu hủ. Chị hai miếng tàu hủ. Cầm nóng không? Cầm 14. Rồi 10 ngàn bỏ vô trong giỏ. 20 ngàn trước có chưa? 50 á. Đang chiên. Là riêng của ta là riêng. Cái gì vậy? Hai miếng tàu hủ chị ơi. Cái này vô giùm cái coi. 5 triệu ăn một tử. 20 ngàn tử đây. Rồi chờ con xíu. Mới không có này đâu rồi. Có gì rồi. Này. Chị, lắc hai miếng tàu hủ không chị? Kè trả đi cho chị, mình ăn xong đi rồi mình hãy tính tiền với em nha. Bóc cái ngồi để vô việc coi. Không muốn ăn gì tàu hủ. Dạ. Tàu hủ luộc thì mấy chị em sẽ có là ngò gắt lên trên này cô chú với lại một ít tiêu nữa ăn cho ấm mùi. Rồi nè, năm hủ thịt nè của ai? Cái tiền đây. Ai cho tôi miếng tàu hủ ơi. Dạ bà chính một miếng tàu hủ. Đây hai miếng tàu hủ chị. Em còn nợ chị gì nữa không chị Năm? Không, còn nợ bà chính ra mua 50 ngàn tiền. Miếng tàu hủ này đi, tôi ăn 50 ngàn tôi đưa tiền ông rồi, đừng không trả. Chị gửi tiền luôn. 50 ngàn là con nợ ông chính là 50 ngàn bao tử cá nha chị ba. Với lại 20 ngàn hồng vịt đó nè. Dạ. Rồi quầy đó. Cho miếng ngò cho chị Kiều vô đây. Chị miếng tổ đi. Dạ em tới liền nha chị. Tiêu không? Đây cho qua đếm giùm hồng tử cá. Chị múc cho em hai phần này đi chị, em giao cho các chị đó. Của chị nhiêu? Nè, của chị Kiều xong rồi nè. Thấy nha. Trong đó mấy miếng? 3 miếng. 3 miếng. Với cái đó đó. Với 3 xiên với cơm ớt. 4 x 3 là 12 ngàn cái đó đó chị. 20 ngàn. 12. 15. Là 27 với con ớt. Hai, con ớt là 20 ngàn. Ừ hả? Là 47 ngàn. Dạ. Vàng tô mấy miếng? 1 miếng em ơi. Chưa, từ từ. Đây, lấy cái dĩa 20 ngàn. Nhưng mà giờ này em không có tiền lẻ nữa. Chị kêu đó. Có này, có nè, có đây. 3 ngàn. Chị bà chín. Múc cho chín miếng tàu hủ đi. Rồi con đang múc rồi bà chín. Nay miếng nữa. Em hỏi chị Kiều 3 ngàn là đủ hả chị Kiều? Con đang múc. Em cảm ơn chị nha. Bà chín miếng nữa, còn bà chín miếng nữa. Là 2 tô, mỗi tô 1 miếng á. Với 1 bọc 2 miếng. Dạ với 1 bọc 2 miếng đó chị ba ơi. Đây tôi bưng. Dạ đợi con để ngò với nha. Trời ơi, 20 ngàn tử cá rồi nha. Dạ, ông chính để dưới giùm con quá, cảm ơn chính. Dạ, chính em ơi. Dạ, chính muốn chăm luôn phải không? Cho bà chính trước đi, cho bà chính. Dạ, rồi đợi con xíu nha, con để rau với lại nước muối. Chấm. Muối này phải không? Chanh đây. Dạ, hạnh con cắt sẵn. Rồi. Cô ăn đi, tới tôi. Cho
lấy cái đường nước của bà đâu? Anh không cắt sẵn rồi nào chứ. Còn mấy nữa cần? Còn mấy cân thôi cơ. Dạ đây chị. Trong tô cái gì? Ờ, giùm em nha. Lấy cái tô chị. Còn nãy qua 50 ngàn. Dạ cũng là chính chị. Cho cái dĩa nha. Chiều ăn, khỏi làm được ăn chiều đó. Đây chị ơi. Ừ, nữa không? Con còn nợ ai dưới không? Cho con hai dưới nha. Miếng đậu hũ nè. Dạ. Chưa, để chút xíu được. Dạ rồi. Có lấy muối thêm không bà Chính ơi? Ủa cái tô này là của ai vậy ông Chính? Còn thấy em miếng đậu hũ nữa hả? Cái tô này của ai vậy? Miếng của ai? À dạ. Dạ thím ba một miếng tàu hũ đem về hết thím ba. Ăn ở đây dạ rồi. Cho chị một miếng tàu hũ với. Ôi cái nồi tàu hũ đang sôi sùng sục luôn á cô chú. À, vừa có bắp nè, vừa có củ cải trắng, củ cải đỏ nữa. À, rắc lên miếng hành với miếng tiêu nữa là quá sáng ngon luôn. Em Chính có cái ca không? Cái ca một buổi nhỏ. Hôm nay là bán rất là nhiều món luôn. Mấy cô ăn thấy được không mấy cô? Ngon quá ngon luôn. Nước dạ. Vừa ăn rồi đó. Ở đây là bà Chính nè, rồi có chị Năm, rồi mấy cô nữa. Tàu hũ quá ngon luôn hả chị? Quá ngon, cái nào cũng ngon hết trơn á. Có thêm nước chấm gì lấy. Đợi dạ. Món nào cũng ngon hết. Đợi tàu hũ, ý đợi bao tử kìa. À, để bao tử cá ha, rồi tới liền luôn. Đợi mết ăn gì? Để con lấy xương ớt với xương xay xuống. Ông Chính. Bao tử cá 50 ngàn đi. Cho miếng nước chấm luôn. Dạ, tới liền. Này ông Chính ơi. Em ơi, đây em lấy hộp khác kìa. Xiên que này là 5 ngàn em. 5 ngàn cho rồi, rồi. Cái này là 20 ngàn em. Cho em một xiên. Một xiên bỏ vô hộp riêng ơi. Hộp riêng cái gì em? Cái này là khác nữa hả? Dạ khác, cái này là một xiên này. Bao nhiêu ăn tàu hũ? 10 ngàn tàu hũ nha. 10 ngàn cái này, cái đó cái gì vậy? Ai được cái con cá chiên nó ngon lắm nha ông ơi. Lấy cho 10 ngàn con cá chiên luôn. Cái này gì nữa? Lấy cho 10 ngàn này luôn. Dạ cái này là 20 ngàn một con, chị lấy mấy con? Con. Dạ một con ha. Tàu hũ cho 10 ngàn con tử cá. 10 ngàn bao tử cá đi. 10 ngàn bao tử cá, chị ba ơi cho em thêm bao tử cá đủ 10 ngàn với. Thôi em 44 ngàn chị ơi. Dạ, ở đây thì một phần bao tử cá thì có giá là 10 ngàn này, cần bao nhiêu này cô chú thì cũng đủ mấy bé để mà vừa ăn để cảm thấy ngon luôn. Cái này 10 ngàn, bao tử cá 10 ngàn. Cái này là của em đúng không? Hầm của em là nhiều. Một con đó luôn. Ừ, rồi cái đó. Rồi cái này là đủ của em nè. Cảm ơn lấy con ếch và nướng cho một con ếch nữa nè. Một con ếch đi. Ừ. Con ếch thì mới lấy. Sao em nói gì? Lấy tiền tương xay rồi không lấy tương ớt ha. Dạ. Rồi. Rồi chị gửi em nè. Thôi em 41 ngàn luôn chị. Còn cái tô này nữa không? Dạ. Miếng đậu cho. Rồi 40 ngàn của em. Mà chị cảm ơn. Cái này thòi em nhiêu hả? Cho miếng nhiêu vô con hả? Dạ 41 ngàn, thòi 41 ngàn. Rồi cho dán nước chanh luôn. Dạ. Ủa chị, trong bọc cái gì chị? Vô bô đi. Nè em, thòi cho em. Nè em gái ơi. Ăn muối đó là... Chị ăn tại chỗ gì chị? Ăn tại chỗ đem vô đi. Ờ đem vô. Ăn nữa rồi mua thêm. Đem đi nước cho bà. Dẹp đi. Đi nước này bà uống miếng thôi. Nước của bà đâu bà nội? Bà đi nước này. Với con ếch nữa đó đúng không chị? Ừ. Con ăn rồi.
rồi hả? Cho gì cái hộp không? Gì nữa không? Lại con ăn gì nữa được không? Dạ đây. Con quên mới lấy tô ha. Đẩy đi, lấy đẩy. Lấy tô thiệt không? Chị lấy tô không? Ốp để vô hộp nha. Hai. Dạ con. Cái này. Cái này là của chị đó đó hả em? Dạ đúng rồi. Đây nè chị, với một con ếch của chị đó nữa nè. Rồi. Còn xuyên bò đó hai ơi, với tàu hũ luộc. Hộp vịt. Hộp vịt giữa bác hai ơi. Cái gì? Con tử cá mà hết rồi. Hết con cá rồi. Giờ còn tàu hũ luộc. Ếch nướng, ếch dùng thịt nướng. Bỏ vô, dở dở. À, vậy rồi con mới nướng. Dạ ở dưới. Dạ còn kêu gì không, con đem xuống nha. Hai miếng thủ cho bà mới 10.000 mình chụp tử cá. Rồi, cho cái gì vậy thôi. Bảo nó ban một tử cá ngon quá kìa. Dạ, gọi giới thiệu giùm gì nha. Hết nha, còn phần này nữa hết rồi đó nha. 10.000 phải không? Còn hai miếng tàu hủ vô bọc đúng không? Hai miếng tàu hủ vô bọc luôn em ơi. Cho nước nhiều nhiều nó nghe cảm. Dạ, nước cho bọc riêng. Rồi, 10.000. Rồi, còn khoảng 5.000 nữa ai ăn thì à khoảng một cái miếng tàu hủ vô bọc nước nhiều nhiều nha. Rồi. Dạ. Dạ rồi, của chị em có để đủ nước chấm 3 loại luôn á. Tại vì của chị ăn 3 loại. Lên đây. Con hết chứ 10.000 tử cái này lấy chưa? Dạ rồi. 2 miếng tàu hủ. Nói nhiều quá. Chị mua cái này nữa hả? Ừ, cái đó 10.000 nữa đó. Bé Tẩm ơi. Chị dạ. Chưa có hai cái xiên que đúng không? Thiếu hai xiên que hả? Dạ chưa, nãy không có nghe nói. Bây giờ bắt đầu bình tĩnh để tính tiền nha. Cái này là 20.000, cái này thêm 10.000 nữa. Dạ 4.000. Là 30.000. 30.000. Cái phần bao tử cá này là 10.000. Là 40.000, với cái này 8.000 nữa là 48.000. Này đưa qua đây đi. Chị ta đưa con hết thì vẫn mà dạ 50.000. Thôi lại hai ngàn. Là hả em đi Bình Dương sớm luôn. Có 48.000 thôi chị lại 52.000. Cái này có cho mướt cho anh như quên. Dạ rồi chị. Rồi nha. Rồi em ơi. Rồi. Em có 51.000 em. Em hiếu chị ngàn cảm ơn chị. Có 2.000 luôn à. Dạ thôi giờ hối 2.000 không có 2.000 luôn rồi. Đưa 10.000 đây. Dạ con đưa 10.000. Đổi. Cảm ơn ông Chính. Nè cho đổi 10.000 ha. Cho đổi 10.000 để ha. Nè ông Chính ơi. Một bọc này của bà Chính nè, một miếng nè. Rồi còn bọc hai miếng nữa. Nè, có hai. Bọc cái gì? Không, có cái cô kia nè. Hồi nãy mấy chị em dọn hàng á, cô chú thì các cô mà uống cà phê ở đây nè thì cứ hỏi là chừng nào bán nên mà mấy cô ủng hộ. Giờ bán rất là đắt luôn cô chú ơi, nhờ mấy khách hàng thương nữa nên là mấy chị em bán cũng rất là được luôn. Dù trời cũng đang chuyển mưa nữa. Dạ 8.000. Dạ, 2 miếng là 8.000 á bác hai. Đâu mà bỏ bằng 5.000 đâu. 5.000 bao tử hồi nãy đó tiêu rồi. Đâu rồi? Đây nè. Chưa bỏ vô cho người ta. Nè chị Nhàn đưa cho bác hai giùm em. Nổi 10.000 thì khối lại 2.000 còn 8.000. Dạ cảm ơn ông Chính rất là nhiều luôn, Chính chạy bàn tiếp luôn. Dạ cảm ơn bác hai. Chị ơi, 5.000 bao tử. Rồi, 5.000 bao tử. Cái này là mình mang về hả mấy cô? Dạ, xịn vô đây luôn ha. Ba tử cá dùng thịt thì hôm nay sẽ ăn kèm với lại tương tương xay với lại tương ớt với cô chú thì ăn rất là bắt luôn. Xin bò ế đây, ớt ế đây. Bò để dạ. Ăn nhậu đi. 5.000 nè. Qua đây chấm. Kìa, 5.000 thủ nữa kìa. Dạ cái này là cha bọc mấy miếng đó hết rồi nha. Dạ còn hai miếng tàu hũ của cô á xanh. Rồi lấy gì em lấy cho. Bắp cho chị 5 bắp. Cái này miếng đó là 3 miếng luôn. Là em là 90. Là vậy em có thiếu chị gì nữa không? Dạ cảm ơn chị. Một miếng rồi. Chị lừa ra chị vớt cho chị 5 mớ bắp rồi chị. Đây lấy cho. Không biết để tiêu giùm con nha. Dạ tiêu bên đây ông Chính ơi. Rồi, đợi con lấy muối tiêu. Em giống như tư đi, cho chụp mì ăn đi rồi đi ra liền.
mấy cô? Bao tử cá chiên có ngon, bò cũng ngon. Dạ, bao tử cá chiên giòn thì mấy chị em lấy công thức từ ở trên Châu Đốc về nha cô chú. Rất là ngon luôn. Đảm bảo ăn một lần là sẽ nhớ hoài luôn cái hương vị này, hương vị quê hương. Dạ. Nè, hiếp năm nè. Năm này không? Rồi đây. Năm ơi, bóc tới đây. Cái này là khuyến mãi thêm. Cái này là làm sống. Bốn miếng đậu gì nhất rồi. Nói chung khách hàng ăn ngon là mấy chị em rất là vui luôn. Hai cây xíu to. Nè, Phong em ơi. Đây, để xíu, để xíu. Đây, 2 năm, 1 ngàn. Bắt đầu là mấy chị em sẽ dọn gọn lại nè cô chú. À, bán là cũng rất là được luôn. Ủa, có thiếu 2 miếng tàu nữa hả? Không có, trả tiền. Đây, thôi, chỉ lại 2 ngàn. Chị, em cảm ơn chị. Ôi, còn 4 miếng tàu nữa hả? Thôi, con cứng mày vô đi con. Mày vô. Ông Chính ăn thiếu gì không? Con lấy thêm. Thôi khỏi nhiều người. Dạ. Trời gì? Ba. Bữa nay em bán thập cẩm nên là chị vô chọn món nha. Còn 4 miếng tàu hủ nè. Ôi cô chú ơi mừng quá, khách hàng tới hỏi quá trời nhiều luôn. Cái này là bò. Dạ. Bò nướng 5 ngàn. Hết là 20 ngàn. 3 x 4 là 12 á chị. Mấy miếng hả con? Nữa của con đây nè. Dạ em cảm ơn chị nhiều. Ăn thêm gì kêu em nha. Ngon quá, ngon em món thẳng ngon cho nó mời mốt bán nữa. Dạ cảm ơn chị. Rồi hết đủ rồi nha, có người đặt rồi. 2 xiên bò 10 ngàn. 20 ngàn. Đây xiên bò thì sẽ ăn với lại cái nước sốt này. Nước sốt nè cô chú rất là ngon luôn, sền sệt. Này là muối ớt, muối ớt chanh. Đây đây chị, đưa đây chị. Không mua hả? À, ăn thì ngán thấy bà luôn chứ. Ngán thấy bà luôn. Ngán. Rồi cảm ơn nhiều. Rồi hết cả hủ. Xiên bà. Vì mình tắt bếp luôn hả chị? Ừ, tắt bếp đi. Cái này mình cà hủ có chấm gì không? Dạ, dạ. Để con lấy. À, tàu hủ thì mình sẽ ăn với lại rau răm và muối tiêu chanh đó cô chú. Có sách không vậy? Có em. Hết tàu hủ. Đây bỏ về 8 ngàn. Thôi mình ngồi quá tô cậu luôn, ăn quá trời đất tô cậu. Cho em không có 2 ngàn lẻ. Nãy giờ có em. Chạy xíu còn 2 ngàn nữa. Bán đây. Cảm ơn bà. Dạ chúc bà ngon miệng nha. Rồi cho chị cái nắp chân. Rồi mình dọn hàng gọn gọn vô. Là hiện tại là còn món nướng cô chú ơi. Còn món nướng. Chiều nay ăn món nướng thì cũng rất là ngon luôn. Rồi một khách hàng nữa lại là muốn mua tàu hủ. Còn xe ít nướng với xiên nướng. Xiên bò nướng nè. Ông Chính ơi bữa nay bán cà phê được không Chính? Dạ được ạ. Mỗi lần mấy chị em con mở bán này ông Chính vui không? Trời ơi, có gì đâu. Mua này dạ. Dạ. Bữa nay dạ. 5 ngàn. Dạ. Cô chú ơi thì hiện tại là mấy chị em còn chỉ cái món nướng thôi thì bây giờ cũng có khách hàng tới mua nữa thì mấy chị em cũng sẽ tiếp tục bán để cho họ hết rồi. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video của mấy chị em. Bây giờ thì cho con và mấy chị em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Chào cảm ơn.